chào tất cả mọi người. Như bình thường thì mọi người sẽ hay xem những cái video như là khui quà hay là đập hộp đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nó hơi khác một tí, đó là mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái món đồ mà mình cũng như là chị Ngà dạo gần đây order về là những cái gì. Thử xem thử bọn mình còn order những cái nào mà tào lao không dùng đến không, hay là có những cái gì hay ho mà mọi người thấy ok để mọi người mua về dùng thử. Bây giờ hãy cùng mình xem thử nhé. Món đồ đầu tiên này là của mình. Như nó là thôi thử ra đi. Mình mở nó cho tò mò chứ đóng này chết hết tò mò mất. Đây là một set cái gì ta? Đây là một set nến. Nến thơm á mọi người. Tại vì mình rất thích ngửi cái mùi nến mà cũng rất hay dùng nến ấy. Thế là mình đã mua được một set. Wow. Là xinh luôn, ôi thơm cực kỳ luôn đấy mọi người ạ. Nhìn này. Đây. Và nó là bốn vị khác nhau luôn. Đấy. Order cái món này chứ còn không tào lao đâu các bạn ạ. Hãy tham khảo để mua cái này nhé. Cái này là đấy mình order trên Shopee hay sao ấy. Bây giờ thì món tiếp theo, cái này cũng là của mình luôn. Để xem nhỉ. Đồ mình order cũng chưa về hết được đâu. Còn rất là nhiều nhưng mà sắp tới bọn mình có một đợt kiểm tra phòng. Và đồ mình thì với cả chị Ngà cứ để trong nhà, mình bảo thôi về đủ rồi em quay, nhưng mà kiểu đồ nhiều quá ấy. Thế là chị Ngà trời ơi mày quay ngay cho tao rồi tao còn cất đi chứ để như này xong rồi nó vừa với các chú xuống các chú bắn chết. Thế là phải bắt buộc mình phải quay luôn trong này. Tiếp theo là cái này là dầu tẩy trang. Bình thường thì mình hay dùng cái dầu tẩy trang bio sáp, thì mình hay dùng của cái spa của mình đang theo luôn. Nhưng mà đợt này mình đang thấy ở cái shop này nó giảm giảm giá, cả cái loại này thì thấy bán cũng khá là ok. Đang cũng mọi người dùng mọi người bảo ok nên mình cũng mua về dùng thử. Đây là cái này, mua cái chai tẩy trang này này là do nó bị nó cùng shop với cả cái tinh dầu tràm mà mình muốn lấy. Đây cái tinh dầu tràm chấm mụn đây là cái này, nên là mình mới quyết định lấy, chứ không thì mình cũng không tiện để mình lấy luôn. Cái này thì không phải là mình order mà là mình được tặng từ một người chị của mình là chị Thanh. Lâu lâu rồi ngoài xong rồi mua cái này kia xong cứ dừng mình lười lắm. Thế là lên mạng xong rồi thấy cái gì hay ho ho cái. Đây là cái đồ rô bông. Đây, mua sao nó bé thế nhỉ? Nó bé hơn tưởng tượng. Rô bông. Lúc đầu mình không định đặt chú này đâu, mình định đặt cái chú mà mèo nó kiểu lười hơn baby hơn cơ ấy. Nhưng mà tại vì shop phải bảo là hết hàng rồi nên là mình đặt mình hai cái này thì mình định mua để gửi tặng cho hai người bạn. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái này. Cái này thì cũng vừa mới được tặng các bạn ạ. Vừa mới hôm qua hôm kia thì luôn. Đó là của em gái mình tặng. Tự nhiên đi ra ngoài về nó cầm sang. Nó đưa cho mình bảo chị ơi em tặng chị này. Bảo chứ ngày gì đấy. Bảo chẳng ngày gì cả. Ra ngoài em mua cho em thì em mua chị luôn. Cái này là khăn đôi. Bảo là khăn đôi. Em mình chẳng biết là bao nhiêu tiền. Này khăn đôi này. Đấy. Cảm ơn em gái. Không vì một ngày gì cả nhưng mà vẫn được tặng quà. Thì đấy là chăn ga các bạn.
đây là chân gà ơi, là hai bộ, là hai bộ chân gà muối các bạn ơi, bỏ á, đây này chị này bóc ra xem, hai bộ này mình tiết lộ cho các bạn bí mật nhá chị nhà, đại gia đồng của đội mình đấy. Đây, nhìn thế thôi giàu lắm các bạn à, kiểu của các bạn thôi nhá. Mình có nói với chị nhà là kiểu của các bạn nhá. Nhà giàu lắm các bạn ơi. Đây nè, chăn ga gối ở nhà đấy, nhà cô giàu lắm. Nó như này này. Cái bộ này thì mình với chị nhà cũng đang dùng và thấy khá là ok nên là chị nhà chắc là mua nhà mới cũng mua tiếp một bộ như thế này. Nhà bộ của mình là màu ghi, còn của chị nhà là màu xám, xám trắng. Bây giờ chị mua một tiếp bộ màu vàng. Các bạn mình chỉ nói với các bạn thôi nhá, chị nhà rất giàu. Bây giờ cái đồ tiếp theo là đây. Cái này là cái túi sưởi. Mình nghĩ là mọi người cũng đều biết rồi đúng không? Trong cái túi sưởi thì sẽ có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng và một cái sạc. Là còn lại là cái túi sưởi như thế này, khi mà mọi người sạc lên thì nó sẽ ấm rồi, ôm kiểu ôm linh mục hay là ví dụ nói chung đại khái là ôm thì sẽ cảm thấy ấm áp ấy, ví dụ như kiểu ai không bầu gấu ấy thì nên một này để ôm nhá. Thực ra là đợt này thì Hà Nội cũng rất là lạnh ấy, nhưng mà tại vì sao mà phòng mình không mua cái máy sưởi. Lúc đầu thì mình với chị Nga cũng tính toán bàn nhau rất là nhiều, tại vì hai chị em cũng muốn mua máy sưởi vì Hà Nội nó khá là lạnh và kiểu buốt ấy. Nhưng mà tại vì suy nghĩ đi tính lại thì hai chị em lại không dám mua, tại vì là cái thứ nhất là bọn mình tập thể thao, khi mà bọn mình ở trong cái phòng máy sưởi ra thì máy sưởi ấm ấy, xong rồi ra ngoài thì rất là thất nhiệt. Và cái vấn đề thứ hai là mình buổi sáng mình rất là hay dậy sớm để tập thêm, mà mình sử dụng máy sưởi buổi sáng lại đang nằm ấm, bước ra khỏi phòng một cái mà dậy từ sáng thì mọi người biết là nhiệt độ nó rất là lạnh đúng không, mà sẽ dễ bị ốm. Thì hai chị em chưa đi tính lại và đã quyết định không dùng máy sưởi mà sẽ mua cái túi sưởi như thế này để ôm cho nó ấm thôi. Khi mà mình sạc buổi tối xong rồi nằm qua đêm đến sáng ngày hôm sau thì cái nhiệt độ nó cũng hạ dần rồi ấy, thì mình sẽ kiểu như là quen dần với cái nhiệt độ bình thường để ra ngoài rồi, chứ không phải là như mình sạc. Chứ là theo mình, như mình tập luyện thể thao thì mình nghĩ là không nên dùng máy sưởi vì dễ bị sốc nhiệt. Còn mọi người ở ngoài thì chắc là nên dùng máy sưởi bình thường, ví dụ như bố mẹ mình cũng mua máy sưởi cho bố mẹ mình dùng mà, chứ lại cái tội gì đúng không. Còn như mình này đấy, còn người yêu này, ôm cái này nó ấm áp đấy các bạn. Cái này là của Đoàn Thị Đông Anh, vẫn là mình đây. Bây giờ bắt đầu mình nghĩ đến, bắt đầu đến những cái món tào lao, những cái món tào lao của mình rồi. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ thích một trong những cái món này của mình, thì không bị chửi là mua đồ tào lao nha. Đây, cái đầu tiên là một cái, ôi trời ơi, cái này móc như nào nhỉ? Đây, trời ơi. Như này này các bạn, xong rồi mình sẽ buộc dây này, xong mình treo lên ý. Xong rồi cái này để đây, ví dụ đựng như kiểu là kính rồi chìa khóa này, sạc điện thoại các kiểu đấy. Cái này mình nghĩ khá là hợp lý đúng không? Cũng là như thế thôi, nhưng mà nó bự hơn. Đây nó bự hơn. Được rồi, kính mình nghĩ thế. Xong rồi mình lúc đấy mình thấy cái này nó bán cùng cái đấy, xong rồi khá là rẻ, xong rồi mình cứ bảo cứ mua về xong đựng gì thì đựng. Là mình order luôn cả cái này về cùng. Cái gì đây, cái gì đây? Đây. Cái này, à đây là chưa? Đây là cái gì biết không các bạn? Cái này để trong bếp ý, xong rồi lau tay ấy. Kiểu đấy, rửa tay xong hay gì đấy, lau đồ rồi nè. Đấy, ở quê thì nhà mình vừa làm xong một cái nhà rồi, nên là bây giờ thì kiểu thấy cái gì này xinh lướt xinh ấy, xong lại cùng với shop ở cái kia luôn. Thế là mình đã quyết định mua thêm hai cái này. Để chắc về nhà thì mình cũng sắm rất là nhiều rồi, nhưng việc này sắm thêm thì khá là xinh đúng không? Đây nè, xinh. Tiếp theo là cái này. Cái này là kiểu để đây xong rồi móc vào cái tủ bếp, thì mình sẽ để hình cái này cho mọi người dễ hình dung. Móc vào tủ bếp như này xong rồi bỏ túi rác lên ấy. Xong rồi đi để rác vào nó tiện ấy, là mình không phải để thùng rác nữa, mình để này thôi. Đấy, xong rồi không nào cũng không dùng, không cần để rác thì mình cất cái này đi. Khá là gọn, mình được hay ho thì mình mua luôn. Mình thấy ở trên cái ảnh của nó là mình định mua những cái hộp bé bé như thế này đây, mình định để hộp như này. Mình định order về để mình đựng đồ, nhưng mà hình như là mình lấy nhầm. Để thành cái vỏ vali thì nó lại có tận 3 phát, 3 sát, 3 cái 3 sát luôn. Bây giờ mình nhầm cái này, mình đi order nhầm tào lao rồi các bạn ơi. Vali mình chẳng biết nào tầm này các bạn ạ. Cái này mình order nhầm rồi. Đấy, một cái order mà cũng khá là tào lao. Thế các bạn hãy tìm hiểu kỹ, hãy để kỹ trước khi các bạn order nhé. Tiếp theo cái này. Mình để nước ấm vào đây, xong rồi mùa đông mình cầm rồi sao sai rồi ấm ấy. Cái này cũng mười mấy năm hay sao ấy. Còn cái này thì mình mua về để mình đựng mấy cái đồ bé xinh như này. Khá là rẻ, cái này cũng có mấy nghìn thôi ấy. Thêm là một phát kéo này, kéo để mình đi thi đấu hay là đi tập thì mình hay dùng băng dính cho cơ ấy, thì là mình rất là hay mua kéo. Đi một em nữa trong bộ sưu tập này các bạn ạ. Trong bộ sưu tập này tiếp theo là một hộp có kiểu mua một set. Đây là những cái ống hút, hai ống hút khác nhau ấy.
39.000 thôi. Một cái này cũng 10.000 thôi. Nhưng một set này là 39.000. Còn cả cái hộp đựng như thế này. Đây nó có rất là nhiều size. Và có cái dùng để rửa ống hút này. Đấy, cái tiếp theo đây, cái tiếp theo là một cái dao dập lưới bình thường thôi các bạn. Đây, dao dập lưới như này cắt đồ là các kiểu ấy. Vậy làm gì không hả? Để mày mua một cái này đúng không? Đây, cái tiếp theo là hai quyển sổ tay và một cái này là đựng những cái thẻ ngân hàng hay là thẻ đi siêu thị ấy. Đấy, thấy khá là xinh. Đó là mình mua được một cái em này cho sức khỏe luôn. Nhiều. À, cái bộ này luôn nè. Cái này là đi với cả đây cái màu vàng vừa nãy. Đấy, hai em hai size. Cái bộ này thực sự nó rất là xinh luôn các bạn. Mà mình thì order từ rất là lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp để lấy về ấy. Đấy. Xinh chưa? Các bạn biết đây là gì không? Đây là cái bộ làm vườn mini á. Như các bạn thấy thì nếu mà các bạn theo dõi Facebook hay là Instagram của mình thì các bạn cũng biết là mình rất là thích cây. À, mình rất là trồng rất là nhiều cây. Mà cái bé bé rất xinh xinh như mình dùng cái này thì mình trồng hay là tưới đất hay như nào đấy, chung là mình thích xinh. Đây, còn một cái nữa ở trong này đó là cái này để dùng để mở bia các bạn. Đấy, trồng ra xong rồi khui bia ra như này. Đây này, khá là xinh đúng không? Đấy. À, đây, cho mình vài phút quảng cáo cho cho nhãn hiệu thời trang gia đình. Đây là đồ mà mình vừa mới lấy về để bán cho shop xíu xíu online. Đây là một chiếc áo giữ nhiệt. Đây, áo giữ nhiệt như này. Đó, mà nó sẽ ôm vào người để giữ nhiệt. Rất là mỏng và rất là cần thiết trong mùa đông này. Đây là áo của xíu xíu online bán. À, xíu xíu online là một cái shop gia đình của gia đình mình. Đó, các bạn có thể có những cái áo giữ nhiệt như thế này. Hoặc là những cái gọi là găng tay tập gym nè. Rồi áo hoodie. Rồi chung là xíu xíu online thì bán rất là nhiều. Và đấy là của gia đình mình ấy, là bán toàn người quen thôi, không ít cái bán người lạ. Nhưng mà mọi người có thể liên hệ shop đấy để tư vấn. Đây có những cái găng tay tập tạ như thế này. Đó. Rồi những cái áo đây, áo gì đây. Nói chung là bán khá là nhiều mặt hàng, chủ yếu là hàng nữ. Có thể order trong shop đấy. Và gia đình mình thì vẫn còn hai dì nhà mình nữa. Một cái xíu xíu online là của gia đình nhà mình này. Cái của dì mình là Hương Shop, là chuyên đồ nam. Đây gia đình Hương Shop đây, chuyên về đồ nam này, phụ kiện nam và quần bò, quần jean. Nói chung là rất là nhiều đồ, có cả bán cả. Nói chung là tùy theo mùa để nhập thêm nữa. Nha mọi người theo dõi thêm Hương Shop để ủng hộ cho dì mình nhé. Và shop thứ hai đó là dì Hồng. Facebook đây, dì Facebook đây. Dì Hồng dì mình thì chuyên về chăn ga gối đệm và sẽ đặt may theo số gọi là kích cỡ của đệm may ga, chăn ga theo kích cỡ của mọi người yêu cầu. Và làm cả đệm gối, các đệm nhà gọi là cái gì, đệm ghế đấy. Và may nói chung là đấy, dì mình có cả bán cả những cái áo hoodie ấy, kiểu đấy. Cái cọc kéo nhưng mà cái này tiện quá, bét luôn. Một cái thảm á các bạn. Đây là một thảm cũng bất là để nó gọi cho chị Nga. Tại vì chị Nga mua để vào trong cái căn nhà trước đô của chị Nga. Một căn nhà rất là đẹp. Một thể hiện là một người chị Nga rất là giàu có đấy. Tiếp theo là một món đồ của Đoàn Thị Lâm Quanh. Cái gì đấy? Chị order vào đội để nhờ mình giữ hộ, rồi ngày mai ngày kia chị lên Hà Nội chị lấy. Đây là một cái nồi lẩu khá là xinh, mình cũng có một cái này luôn. Đây, cái này xong rồi thì hấp như này này. Hay là nấu lẩu hay là nấu đồ ăn, cái bé thì xinh như này. Cái này như mình nhớ không nhầm mà để săn sale thì nó cũng chỉ rơi vào đâu đấy khoảng 100-200 thôi. Nếu mình nhớ không nhầm, tại vì mình mua cái đồ này một thời gian được giá tầm tầm đấy. Là món đồ cuối cùng. À, ui Nga, gì đấy? Ơi, đến rồi. Thì đây, một thùng hướng dương các bạn ạ. Tết vẫn còn cách 1-2 tháng, hơn 1 tháng nữa. Nhưng chị gái mình đã mua hướng dương để đầu tư cho căn nhà ơi. Rất là nhiều hướng dương này. Người ta là người có tiền, người ta có nhà ấy, nó khác mình các bạn ạ. Và mình vừa mới khui xong hết những cái món đồ mà phòng mình đã order dạo gần đây. Và không biết là những cái món đồ mà mình vừa khui thì có món nào hay ho không mà mọi người có thể tham khảo để mua không. Hoặc là có những cái món đồ nào bảo lao không thì mọi người hãy comment phía dưới để lần sau mình rút kinh nghiệm. Và các bạn xem xong cũng rút kinh nghiệm và mua nhé. Và những cái đồ cần lưu ý khi mà mọi người order là hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi order. Và trước khi quyết định bấm và order, hãy check lại xem thử nó thực sự đúng với những cái hàng của mọi người muốn order cho nhà cho nha. Chứ đừng như mình mua xong mình bảo lao luôn. Mọi người thấy cái video này của mình hay thì hãy like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để mình có thật nhiều động lực nhằm làm những cái video tiếp theo nhé. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những tập sau.